Hai ngày qua, anh Thắng ở Hà Nội vẫn chưa thể liên lạc được với bà đã cao tuổi, sinh sống một mình ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Lo lắng, chiều ngày 9 tháng 9, anh vội đi từ Hà Nội về Yên Bái. Tuy nhiên, do nước ngập cao, lực lượng chức năng phong tỏa nên anh Thắng vẫn chưa thể vào được ngôi nhà để nắm tình hình. Sau nhiều nỗ lực liên lạc với cơ quan chức năng địa phương, anh nhận được tin bà mình đã được lực lượng hỗ trợ giải cứu, đưa về ở tạm tại trụ sở phường. Anh Thắng chia sẻ, hiện tại thành phố Yên Bái vẫn mưa lớn, nước ngập cao và mất điện nên tôi chưa đón được bà. Tuy nhiên, hiện bà tôi đang ở nơi an toàn và được chăm sóc chú đáo. Trong khi đó, chị Hằng ở phương Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết, từ chiều ngày 8 tháng 9, nước lũ dâng cao dần tràn vào nhà. Do ở gần sông nên căn hộ bị ngập nghiêm trọng. Đến chiều tối ngày 9 tháng 9, cả nhà chị Hằng phải rút lên tầng 2 chị hằng cho hay cả nhà bốn người phát tín hiệu cần trợ giúp, nhiều thuyền nhỏ của người dân đi vào giúp đỡ, nhưng vì không có thang chuyên dụng thả từ tầng 2 xuống thuyền nên mọi người không thể xuống được, trong khi đó lối xuống tầng 1 thì đã bị ngập trong nước. Sáng ngày 10 tháng 9, ông Nguyễn Ngọc Trúc, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cho biết, ông đang có mặt tại phường Hồng Hà để kiểm tra thực địa một số điểm ngập úng cục bộ, đồng thời chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn hiện các lực lượng đang vận chuyển nhu yếu phẩm giúp đỡ vận chuyển đồ đạc hỗ trợ người dân di chuyển đến khu vực an toàn đặc biệt là hỗ trợ người già yếu trẻ em người bị bệnh đến nơi an toàn Chứng kiến cảnh hàng ngàn ngôi nhà ngập trong biển nước, ông Ngô Doãn Hợp ở phương Đông Tâm, thành phố Yên Bái cho biết ông sinh sống tại địa phương hơn 40 năm nhưng chưa khi nào chứng kiến trận mưa lớn và mưa xối xả kéo dài những ngày qua. Nhiều gia đình giáp bờ sông, nước tràn vào trong nhà ngập đến gần nóc. Ông Hợp nói trận mưa quá lớn, kéo dài, khiến nước trên đường điện biên dâng cao, ngập cả vào nhà dân. Ngay cả cơn lũ lịch sử năm 2008 nước dâng nhưng còn thấp hơn về hệ nhà tôi khoảng 30 cm. Thế nhưng cơn mưa tối hôm trước cộng với nước sông Hồng dâng lên, nước đã ngập vào nền nhà tôi đến 10 cm, tức là cao hơn năm 2008 khoảng 60 cm và trở thành lũ lịch sử của thành phố Yên Bái. Thời điểm hiện tại, mặc dù nước đã rút ở một số khu vực nhưng vẫn còn cao hơn nhiều so với tối ngày 9 tháng 9, nên hàng trăm cán bộ chiến sĩ của lực lượng chức năng tiếp tục bổ sung thêm các phương tiện như thuyền máy, xe lội nước, áo phao để hỗ trợ người dân. Bên cạnh các thông tin nhờ giải cứu khỏi vùng ngập sâu từ 1 đến 2 mét, nhiều người dân ở thành phố Yên Bái còn đăng tin xin hỗ trợ đồ ăn nước uống vì lý do mất nước, mất điện. Từ hôm 9 tháng 9 đến sáng ngày 10 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia liên tục phát tin lũ đặc biệt lớn trên sông Thao, tức là sông Hồng, tại Lào Cai, Yên Bái. Tại Yên Bái, mức nước trên sông Thao lúc 5 giờ sáng nay đang ở mức 35,22 m. Mức nước này đang vượt mức lũ lịch sử năm 1968 là 0,8 m. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục duy trì ở mức trên lũ lịch sử cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các huyện Yên Bái, Trấn Yên, Văn Yên, Văn Trấn, Lục Yên, Yên Bình, Trạm Tấu. Hiện nay, Yên Bái đang có hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ, ngập nặng nhất ở thành phố Yên Bái với 7.934 nhà, Trấn Yên 826 nhà, Lục Yên 850 nhà, vân vân. Tại Lào Cai, mức nước trên sông Thao lúc 5 giờ đang trên báo động 3 là 2,68 m. Đáng chú ý, mức nước tại trạm Bảo Hòa Lào Cai đang đạt 61,81 m trên mức lịch sử năm 2008 là 0,88 m. Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống, tại Bảo Hòa vẫn duy trì mức trên lũ lịch sử. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai dự báo, đỉnh lũ lớn nhất có khả năng lên tới 86,8 m, gần sấp xỉ bằng đỉnh lũ lịch sử xảy ra cách đây 53 năm. Trước đó, vào ngày 20 tháng 8 năm 1971, lũ trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai đã lên đến 86,85m, mức cao nhất trong chuỗi số liệu quan trắc tính từ năm 1903 đến nay. Dự báo từ chiều ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, Lào Cai có mưa vừa trên diện rộng, dài rác mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Hiện nay, ngập lụt sâu đang diễn ra ở nhiều nơi của tỉnh Lào Cai. Từ chiều hôm qua, Lào Cai đã phải tạm ngừng cấp nước sạch sinh hoạt trên toàn địa bàn huyện Simacai, Bảo Yên, Bắc Hà, thành phố Lào Cai vì các trạm bơm cấp nước bị ngập lụt, một số tuyến ống bị bục gãy, không thể dẫn nước về nhà máy xử lý. Tính đến 17 giờ ngày 9 tháng 9, cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão khiến 68 người chết và mất tích. Các địa phương đang tiếp tục ra soát thống kê thiệt hại. Theo báo cáo của cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 17 giờ ngày 9 tháng 9, tổng số đã có 68 người chết và mất tích, trong số đó có 46 người chết, 22 người mất tích, trong đó do bão là 9 người, sạt lở đất lũ quét là 53 người, do lũ cuốn 6 người. Cụ thể tại Cao Bằng 8 người chết, 13 người mất tích, Lào Cai 18 người chết, 6 người mất tích, Quảng Ninh 6 người chết, trong đó do bão là 5 người, lũ cuốn 1 người hải phòng hai người chết do bão hải dương một người chết do bão hà nội một người chết do bão hòa bình bốn người chết do sạt lở đất yên bái ba người chết do sạt lở đất lạng sơn hai người chết bắc giang một người mất tích do lũ cuốn tuyên quang hai người mất tích do lũ cuốn hà giang một người do lũ cuốn trên 1.500 lồng bé nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng cuốn trôi, 79 con gia súc, 190.131 con gia cầm, 25 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh. Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng. Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 9.851 nhà ở bị hư hỏng, 12 đoạn đường dây 500 kV, 36 đường dây 220 kV, 161 đường dây 110 kV bị sự cố và nhiều cột điện hạ thế bị gãy đổ, nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái hư hỏng. Rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gãy đổ, cây xanh đô thị thì bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh thành phố. Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, v.v. Các địa phương đang tiếp tục ra soát thống kê thiệt hại. Cảnh báo, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3. Do mưa lũ ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng công trình cầu Trương Dương, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ, cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn được lưu thông qua đây. Đó là nội dung đáng chú ý trong thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông, hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu Trương Dương của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện nay do ảnh hưởng của cơn bão số 3 bão Trà Kỳ, các nhà máy thủy điện đang xả lũ, dẫn đến mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy xiết, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng công trình cầu. Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu, Sở Giao thông Vận tải thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu Trương Dương từ 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9. Theo đó, cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ, cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn, xe buýt được phép hoạt động. Các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ và xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn có nhu cầu đi qua cầu Trương Dương, lưu thông theo các cầu Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thăng Long. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông, tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường nút giao. Đồng thời theo dõi đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập đề xuất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Long Biên chỉ đạo lực lượng công an quận, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Sở Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan để điều tiết hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông, tổ chức kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm về hè lòng đường, phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường nút giao khu vực lân cận.